Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp kỳ 2 loạt bài viết viết nhân ngày 30 tháng 4 của tác giả Nguyễn Bắc Sơn. Kỳ 2, Đô trưởng Cảnh sát, nửa đầu ngày 29 tháng 4. Năm 1975, đang là phó biện lý tòa án ở sở thẩm Gia Định thì luật sư Triệu Quốc Mạnh được luật sư Trần Ngọc Liễng, từng làm thủ tướng, tiến cử với Tổng thống Dương Văn Minh làm Đô trưởng Cảnh sát Sài Gòn. Theo ông Mạnh, lúc đó Sài Gòn có 11 quận, qua 80 năm thuộc Pháp, 20 năm thuộc Mỹ. Từ thời ông Diệm, Tổng thống đã kiêm Tổng tư lệnh quân đội, cảnh sát đã được quân sự hóa từ lâu nên trực thuộc Tổng thống chứ không qua Thủ tướng. Lực lượng này đã được trang bị súng ngắn và cả tiểu liên M16. Các đơn vị cảnh sát đặc biệt còn được trang bị súng trường. Nhiều chốt quan trọng có cả đại liên M60 bắn cực nhanh, được huấn luyện cẩn thận, biên chế chặt chẽ, điều hành theo luật tố tụng hình sự và điều lệ của ngành nên thiện nghệ và linh hoạt chẳng kém gì cảnh sát phương Tây. Bộ máy chỉ huy là bộ máy thời chiến, lệnh chỉ huy tập trung tuyệt đối. Cả một bộ máy, cả một lực lượng cảnh sát và cảnh sát đặc biệt hùng hậu được xây dựng, huấn luyện trang bị theo kiểu Hoa Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, thuộc quyền Tổng thống Dương Văn Minh, lại được giao vào tay một trí thức Sài Gòn, luật sư, đảng viên, Đảng Cộng sản của Ban Chi vận Thành ủy Sài Gòn, người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, trong giờ dê, giờ quyết định chiến thắng của một cuộc chiến tranh nhân dân mang tên Việt Nam của thế kỷ 20. Sáng Chủ nhật, ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông Mạnh nhận chức Đô trưởng Cảnh sát. Thông tin này được phát trên Đài Sài Gòn 15 phút một lần. Đại tá Lâm Chánh Nghĩa, Phó Đô trưởng, được lệnh đưa cấp trên lên nha cảnh sát. Ông Mạnh kể với tác giả bài viết, vì vẫn mặc thường phục chứ không phải cảnh phục, chỉ kịp rút chiếc cà vạt trong túi ra thắt cho long trọng. Cũng không cảnh hàm, phù hiệu trên mũ, giày sĩ quan dưới chân, nên rất cần phải có một cấp phó đi kèm như một lời giới thiệu đảm bảo. Nhưng mẫn cảm nghề nghiệp của một người từng được huấn luyện cẩn thận về quân sự, nên vẫn cảnh. Giác xách theo hai khẩu M, tiểu liên M16 đầy đạn. 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, trên ghế đô trưởng, bên cạnh là đài chỉ huy, bỗng nghe báo cáo có 4 Việt Cộng xâm nhập, xin lệnh. Chưa kịp phản xạ thì Lâm Chánh Nghĩa ra lệnh nổ súng, báo cáo đã tiêu diệt một số tên. Thấy thế, ông Mạnh liền bảo Nghĩa để micro đài chỉ huy cho mình và ra lệnh từ giờ phút này bắt được bất kỳ Việt Cộng nào cũng phải giải đến để tôi trực tiếp thẩm vấn nhằm phục vụ cho yêu cầu thương thuyết. Cao hơn 1m7, nặng hơn 70kg, mặt to, tai lớn, phốt pháp, phương phi, giọng nói dõng dạc, đường bệ của vị thẩm phán đang lúc phong độ nhất, 34 tuổi, đã quen nói trước tòa, đứng trước 14 viên đại tá, trung tá, thiếu tá được triệu tập đến. Nào là chánh sở điều tra tình báo và hình sự, chánh sở ngành đặc biệt, chỉ huy mật vụ, nào chỉ huy hành quân, chỉ huy cảnh vệ, phụ trách trại giam, gương mặt nghiêm lạnh, dứt khoát đầy quyền uy. Các anh biết, tôi là bạn cùng khóa với chuẩn tướng Trang Sĩ Tấn, Đô trưởng Cảnh sát Sài Gòn. Để đảm bảo cho cảnh sát và, ngừng một chút, có dụng ý, gia đình của họ. Để đáp ứng yêu cầu thương thuyết, Tổng thống ủy quyền cho tôi ra lệnh thời chiến, yêu cầu các anh chấp hành nghiêm túc, tuyệt đối. Tổng thống cho biết tình hình thương thuyết đã được 60%, ông Mạnh bịa ra như vậy. Nên ta phải tỏ thiện chí với Cộng sản, tôi yêu cầu giải tán ngay 5 FH, tức là đơn vị cảnh sát đặc biệt. Thả tất cả tù chính trị, nộp ngay cho tôi danh sách cán binh Cộng sản ta đang giam giữ. Danh sách cán binh Cộng sản ta chưa hồi được, danh sách mạng lưới tình báo gài vào hàng ngũ của Việt Cộng. Đúng lúc ấy, điện thoại bàn réo, ông Mạnh rành mạch. Xin Trung tướng, mọi người hiểu là Trung tướng Mai Hữu Xuân. Chánh văn phòng Tổng thống, trình Tổng thống, tôi đã ra lệnh giải tán các FH và thả tù chính trị. Tụi tôi sẽ tránh đụng độ với đối phương, bảo tồn lực lượng và cố gắng bảo toàn cho gia đình, anh em. Vâng, nghe rõ. 14 sĩ quan chỉ huy dưới quyền. Họ là 17.000 sĩ quan, hạ sĩ quan đang hoang mang hoảng loạn cực độ trước
diễn biến chiến sự ngày càng xấu đi từng giờ từng phút. Lo cho ngày mai, lo cho bản thân, cho gia đình, vợ con như đàn kiến trong chảo nóng. Được lời như cởi tấm lòng, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh, không còn bụng dạ gì nghĩ đến công việc, nói gì đến việc nghi ngờ cấp trên lại là Việt Cộng thứ thiệt. Số cán bộ chiến sĩ ta bị giam tại chỗ đến hơn 150 người, gần 200 người ở các nơi khác. Ngay lập tức chỉnh lên để ông Mạnh ký. Ông bảo Nghĩa, anh lấy gia đình, thấy gia đình nào hoàn cảnh khó khăn cho phép về lo việc gia đình, cố gắng đảm bảo an toàn cao nhất có thể. Gia đình anh thế nào? Dạ, cũng hơi kẹt ạ. Cho phép đại tá về thu xếp sáng mai tới. Mấy giờ khác, mấy người khác cũng được gia ân như thế. Chỉ trong chớp mắt lịch sử, ông đã làm được hai việc lớn, làm tan rã tê liệt toàn bộ hệ thống cảnh sát hơn 17.000 người. Tất nhiên, trong thế cùng lực kiệt, quân ta đã áp sát vào cửa ngõ Sài Gòn thì dẫu có nguyên đội hình cũng chẳng thể nào cản được thế chẻ tre của ta. Nhưng cả hệ thống tự tan rã vẫn là phương án đỡ đầu rơi máu chảy. Thứ hai là nắm được danh sách những kẻ đã bị chiêu hồi và mạng lưới tình báo địch cài vào hàng ngũ của ta. Việc thả tù chính trị hóa ra lại làm ông lung túng. Chiều thứ Bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2016 ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Mạnh kể với tôi. Cặp bố nhà ta quả là ghê gớm. Tưởng được thả thì nhanh chóng biến luôn, ai ngờ tinh thần cảnh giác cách mạng vẫn luôn thường trực. Các ông muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả à? Phải có giấy tờ chứng nhận thả tự do đàng hoàng chứ. Mấy ông hoàn toàn có lý, mà đã có lý thì phải chịu. Nghề nghiệp dạy mình như thế. Dù lúc này mỗi phút đều quý hơn vàng, nhưng tôi vẫn phải chiều lý mấy ông. Nhưng viết được hơn 150 chiếc giấy ký đóng dấu, nhanh cũng phải hơn 1 giờ. Mắt ông sáng lên nhìn tôi như hơn 40 năm trước. Một ý hay chợt lóe lên trong đầu. Không biết sao lúc ấy tôi lại nghĩ ra được. Tôi chỉ một anh có vẻ trí thức bảo, anh chọn lấy 10-15 người chữ tốt viết giấy chứng nhận tôi ký. Tưởng thế là xong, ai dè mấy ông yêu sách tiếp. Mấy ông đòi phải có tiền chứ, chúng tôi đi bộ về à? Có phải nhà ở ngay đường này đâu chứ. Một là mấy ông có lý, hai là đều là người đằng mình. Nhưng để lộ ra mình là ai thì một là hỏng việc, hai là mất mạng ngay. Tôi hỏi người quản lý xem có tiền mặt không. Có, phát mỗi người 4.000 ạ. Tôi lệnh 5.000. Tôi thú vị hỏi, 5.000 lúc ấy so với thời giá bây giờ được bao nhiêu? Không tính được, nhưng đủ sức về tận Cà Mau. Người quản lý phát xong tiền, anh em cũng đã nhận giấy chứng nhận, nhanh chân mất hút sau cánh cổng. Tôi cho viên quản lý về thu xếp gia đình. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Không ngờ thông đồng bén giọt đến thế. Tôi đánh xe đến gặp anh Tám Cần, người chỉ huy của mình, cùng hai danh sách quý báu trong tay. Ông Tám Cần, tức Tạ Bá Tòng, quê Sóc Trăng, hoạt động từ thời sinh viên Hà Nội trong nhóm Lên Đảng, còn gọi nhóm Xếp Bút Nghiên, mang tên các bài hát sáng tác tại Hà Nội, thời sinh viên của Lữ Hữu Phước, đang học Đại học Y khoa Hà Nội, toàn quốc kháng chiến cùng bạn bè, Xếp Bút Nghiên Lên Đảng, đạp xe từ Hà Nội qua Huế về Sài Gòn, tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1954, ông lại tập kết ra Bắc, học Đại học Nông Lâm xong, đi B vào nội thành hoạt động. Được ông Huỳnh Tấn Phát, khu ủy viên khu ủy Sài Gòn, gia định, trưởng ban chí vận, chủ tịch mặt trận dân tộc giải phóng Sài Gòn, gia định, kéo về nội thành làm phó. Khi ông Phát được điều lên R, tức chiến khu, phụ trách công tác ủy ban trung ương mặt trận giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thì ông Cần lên thay. Suốt nhiều năm hoạt động nội thành không hề bị lộ. Sau giải phóng làm phó chủ tịch thường trực ở mặt trận tổ quốc thành phố. Ông Cần mất ngày 20 tháng 10 năm 1999, thọ 80 tuổi. Lúc ấy là xế trưa chủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 1975. Vậy là bên khối cảnh sát, mọi việc diễn ra gọn gàng trong buổi sáng, sớm hơn bên quân đội khoảng một ngày một đêm. Để có nửa đầu ngày 29 tháng 4 ấy là một chuyện dài. Sau năm 1975, ông Hạnh làm ủy viên trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được đổi căn nhà ở quận Bình Thạnh, nhận một ngôi biệt thự ở đường Phan Kế Bính, quận 1. Ông Lý Quý Trung, Tránh Trinh là nhà báo, dân biểu,
và nghị sĩ đối lập nổi tiếng, làm tổng trưởng thông tin thời Việt Nam Cộng Hòa, cộng tác với nhiều báo và có cuốn Hồi ký không tin về những ngày hoạt động trước và sau năm 1975. Hết kỳ 2, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe tiếp kỳ 3.